Dạ Tường xin kính chào mà cô chú bác anh em gần xa. Bữa nay Tường tiếp tục lên clip nghe cô chú, được 15 cây trang với 16 cây nguyệt quế. Tường lên giao lưu với chú bác anh em gần xa. Quê quán Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó từ xài Zalo luôn nghe cô chú. Dạ rồi vô cây số 1 của chú ơi. Mã số 1. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nghe cô chú. Mã số 1. Chiều cao của nó là được 92. Cây mã số 1 chiều cao 92. Cái đường kính bào là được 56. Cây này cây mã số 1. Cái hoành là nó được 50 nghe chú. Hoành 50 đo tại vị trí đó. Cây này cây mã số 1 là có giá là 2.600.000. Tường bao ship toàn quốc luôn, giá 2.600.000 cây mã số 1. Dạ rồi từ đó cây nghe cô chú. Dạ rồi, cô chú ơi, tiếp theo là cây mã số 2. Mã tiếp theo là mã số 2 nghe cô chú. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Bông thơm lắm cô chú ơi. Rồi để đo chiều cao. Chiều cao của nó là được 57. Chiều cao 57. Đường kính bầu là được 52. Cây này cây mã số 2. Được 47 hoành thân. Đó tại vị trí đó. Cây mã số 2 cũng vẫn là 2.600.000 nghe cô chú. 2.600.000 cây mã số 2 lụng lực. Cái bông sai đẹp của chú ơi. Để rồi đổi cây. Dạ rồi tiếp theo của chú ơi là cây mã số 3. Mã tiếp theo là mã số 3. Cây này chiều cao được 70. Đường kính bầu được 52. Cây mã số 3 nghe cô chú. Đây cây này nó bị lũa thành đá chỗ này cái nghe cô chú. Cái hoành này được 46. Hoành 46. Cái này là 1.500.000 cô chú ơi. Cái mã số 3 1.500.000. Rồi đổi cây cô chú ơi. Dạ rồi cô chú ơi tiếp theo là cây mã số 4. Mã tiếp theo là mã số 4. Chiều cao, cây này chiều cao được 100. Đường kính bào được 53. Cây này cây mã số 4. Cái hoành là nó được 46. Cây này cây mã số 4 là 1.600.000 luôn nghe cô chú. 1.600.000 cây mã số 4. Rồi đổ cây cô chú ơi. Dạ rồi tiếp theo nghe cô chú là cây mã số 5. Mã tiếp theo là mã số 5. Cây trong hình sau là Tường giao đúng cây đúng mã số cho cô chú chơi nha. Cô chú yên tâm vô đó. Chiều cao đã được 90. Đường kính bào được 54. Thân đế nó nở, thân nó cũng đẹp lắm chú ơi. Rồi hoành 50, đo tại vị trí đó nghe cô chú. Đo tại vị trí đó hoành 50, cây mã số 5 cây này 2.400.000. 2.400.000 cây mã số 5. Dạ rồi, đổi cây cô chú ơi. Dạ rồi, cô chú ơi, tiếp theo là cây mã số 6. Từ được 6 cây nguyệt quế. Mã số 6. Cây này chiều cao được 64. Đường kính bầu là được 55. Chỗ này nó bị lũa thành đá nghe cô chú.
À, có bị chỗ này không à, không thành vấn đề gì chứ. Cái hoành là được 50 nghe cô chú. Hoành 50 đó tại vị trí đó. Dạ rồi, cái này cây mã số 6 là giá 2.200.000 nghe cô chú, 2.200.000. Dạ rồi đó cây cô chú ơi. Dạ rồi cô chú ơi, tiếp theo là cây mã số 7 đó, từ Hoa Trang nghe cô chú. Bông Trang ta, Trang miền Bắc kêu mẫu đơn đó, còn miền Nam thì kêu bông Trang. Cây từ nuôi đã thận trọng hết trơn nghe cô chú, được hai cây màu hồng phấn. Cây mã số 7 và số 8 được hai cây hồng phấn nghe cô chú. Cái này cây mã số 7. Chiều cao được 26. Tán ngang là 27. Màu hồng phấn nghe cô chú, lá nhỏ màu hồng phấn. Được hai cây. Cái hoành là được 21. Cái này cây mã số 7. 700.000 nghe cô chú. 700.000 cây màu hồng phấn, lá nhỏ. Rồi đó cây cô chú ơi. Mã tiếp theo là mã số 8. Hồng phấn luôn, màu hồng phấn lá nhỏ. Cây này cây mã số 8. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039, số đó Tường xài Zalo luôn nghe cô chú. Cây này cây mã số 8. Chiều cao là được 30. Tán ngang là 32. Tược lá tùm, cây sống khỏe, cây thần chậu. Cây này cây mã số 8. Đã tổng cô chú rồi. Cái hoành được 22 luôn. Cây mã số 8, 800.000 nghe cô chú. Màu hồng phấn lá nhỏ. Rồi đổi rồi. Rồi qua mã số 9 là qua màu đỏ. Màu đỏ, cây này cây mã số 9. Chiều cao 22. Tán ngang 23. Cây mã số 9. Rồi vị trí này 25. 700.000. Cây mã số 9 màu đỏ 700.000. Rồi đổi coi. Cây tiếp theo cây mã số 10. Màu đỏ luôn. Chiều cao 24. Tán ngang 22. Cây mã số 10. Có hoành là được 25. Đo tả vị trí đó. 700.000 cây mã số 10. Màu đỏ. Đổi cô chú ơi. Cây tiếp theo. Mã số 11. Màu đỏ, lá nhỏ. Cây đẹp, tán dày đặc cho cô chú ơi, đẹp. Chiều cao 29. Tán ngang 28. Cây mã số 10, 11, cây mã số 11. Gốc thân nào đẹp lắm cô chú. Rồi vị trí này nó được 28. Đó tại vị trí đó 28. Cây này 800.000. Mã số 11. Rồi đổi. Cây tiếp theo mã số 12. Chiều cao 28. Tán ngang 26. Rồi vị trí này 26. Cây này 700.000, mã số 12, 700.000. Đổi. Cây tiếp theo, mã số 13. Chiều cao 26. Tán ngang 34. Mã số 13. Cái hoành là 22. Cây đẹp lắm cô chú ơi. Cây này 700.000, mã số 13. Đợi. Cây mã số 14, tiếp theo mã số 14.
Chiều cao. Chiều cao được 20. Tán ngang 25. Cây mã số 14. Rồi cái hoành vị trí này đã được 24. 800.000 cây mã số 14 nha cô chú. Dạ đổi. Cây tiếp theo mã số 15. Chiều cao 20. Tán ngang 26. Cây mã số 15. Cái hoành là được 25. 800.000 cây mã số 15, màu đỏ lá nhỏ, trang ta nha cô chú. Dạ rồi đổi. Mã tiếp theo mã số 16. Chiều cao 25. Tán ngang 27. Cây mã số 16. Vừa được 24, đo tại vị trí đó. Cây mã số 16, cây này 700.000. Đã đổi. Cây tiếp theo mã số 17. Chiều cao là 24. Tán ngang 30. Mã số 17. Cái quà là được 23. Đó thử cũ nha cô chú. Cũ nó 38. 700.000 cây mã số 17, 700.000. Rồi đổi. Mã tiếp theo mã số 18. Chiều cao 24. Tán ngang 25. Cây mã số 18. Rồi vị trí này nó được 25. 800.000 cây mã số 18. Đã đổi. Mã tiếp theo mã số 19. Chiều cao 20. Tán ngang 22. Mã số 19. Cái cục này nó bự lắm nha cô chú, cục này nó tới 32 đã. Còn cái hoành trên đây nó tới 24 đó. 800.000 cây mã số 19. Trang đỏ, lá nhỏ. Đổi. Mã số 20. Chiều cao 26. Tán ngang 27. Cây mã số 20. Rồi vị trí này nó được 25. 800.000 cây mã số 20. Dạ đổi. Cây mã số 21 là cây mã cuối clip của từ ngày hôm nay nha cô chú. Mã số 21. Chiều cao 25. Tán ngang 27. Cây mã số 21. Rồi vị trí này được 27 nha cô chú, 27 vị trí đó. Rồi 800.000 cây mã số 21 nha cô chú. Dạ rồi cây mã số 21 là mã cuối clip của từ ngày hôm nay cô chú ơi. Tường cảm ơn cô chú bác anh em gần xa mấy clip trước đã ủng hộ cho Tường từ mơ rất là nhiều. Quê quán Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó từ xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ hẹn cô chú gặp lại clip sau ạ. Dạ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.